dây cảnh giác. Trong đúng một tuần, nhà oanh mất 2 chiếc xe. Tôi vừa bị trộm mất một chiếc xe 40 củ đồng ngay tại trước nhà mình. Mà đáng nói đây, chúng hiên ngang lấy xe dù là xe đang khóa cổ và có cả hàng xóm của nhà anh, kể cả người trong nhà của anh đang ngồi ở trong nhà nha. Theo mọi người, để bẻ một cái cổ xe mà đang được khóa cổ thì mất bao nhiêu phút? Mọi người biết bao nhiêu không? Chính xác là 10 giây. Cụ thể là vào lúc 6 giờ 48 phút 21 giây, có hai thanh niên đi chiếc Vario, một thằng là mặc áo sơ mi trắng và một thằng là mặc áo thun đen. Đây, như mọi người đã thấy này nha. Tụi nó cố tình đi chạy ngược về hướng camera để camera không bắt chúng biển số xe của tụi nó, đi dần tới chiếc xe màu trắng. Tại vì mọi người thấy ở dưới, chúng sẽ đi chậm lại và cố gắng nhìn ngoái cái đầu lại, nhìn lại chiếc xe đó nha. Và lúc đó nó ra điểm, nó điểm danh cái xe đó rồi đó. Đúng 10 giây sau, cái thằng áo sơ mi nó bước lại chiếc xe nha mọi người, và nó nhìn cái chiếc xe đang khóa cổ. Và sau đó anh dùng, nó dùng một cái thủ thuật, cái cây đó anh tạm gọi là cây bẻ cổ xe đi. Nó bẻ vô, và mọi người nhìn vào cái khoảng thời gian mà nó bẻ cái cổ xe nè, đúng 10 giây thôi là cái cổ xe nó đã được bẻ ra rồi. Rồi mọi người để ý nha, trong cái lúc mà nó đang bẻ cổ xe, có một cái anh hoàng xóm nhà của anh ra. Cái anh đó là biết đến nhà anh luôn nhà mọi người, mà nó dạng đến mức nha, nó đang bẻ xong nó thấy ảnh đi ra, nó né thôi, nó né ra cái chiếc xe màu trắng đó. Và ảnh đi vô, nó tiếp tục lại làm gì, nó lại bẻ cổ xe tiếp nha mọi người, và ảnh đẩy xe chạy ra. Và trong cái lúc này rất là nhiều xe chạy qua chạy lại, nó vẫn đứng đó nha mọi người, chứ nó không hề né một người nào hết. Tức là sao, nó đã quá dạng với cái hẻm của anh và ở cái khu vực phường 2 Phú Nhuận này rồi. Khi cái thằng áo sơ mi trắng bẻ xong thì bắt đầu cái thằng áo thun đen bắt đầu lại và kéo chiếc xe ra rồi chạy đi luôn nha mọi người. Và xe đó là tụi nó đã có chìa khóa của cái xe. Cái chìa khóa đó có thể gọi là cái chìa khóa vạn năng nha mọi người. Nó bẻ luôn, nó chạy thôi đó mọi người, tên ông. Nhưng mà thật sự là lúc mà nó lấy nha, có cả người ở ngoài trong nhà hàng xóm nó đều rất là mạnh dạn để lấy. Và mọi người cần lưu ý là gì, bọn trộm cắp ở khu vực phường 2 quận Phú Nhuận tụi nó rất là bạo mọi người ơi. Tụi nó rất là dạng khi ăn cắp ăn trộm xe luôn. Mọi người biết không, trong đúng một tuần nhà anh mất 2 chiếc xe. Và gần nhà anh thì bị một nại cửa để lấy một chiếc SH. Ở ngoài đầu hẻm thì bị giật một cái trận điện thoại, cách mà ngày anh mất xe là 2 ngày. Mọi người biết tụi nó có một cái thủ thuật gì nữa không? Tụi nó sẽ có một cái bóng đèn ở trên cái biển số xe của bọn nó. Khi mà tụi nó đi ngang qua camera, camera sẽ chụp vô cái biển số xe của tụi nó, thì nhờ cái bóng đèn đó nó chóa lại camera, thì camera nó sẽ không bắt được cái số xe của tụi nó đó mọi người. Có thể thấy được clip này, đây là lời cảnh giác dành cho mọi người, bởi vì tụi nó rất là dạng nha mọi người. Tụi nó có thể bẻ cổ xe lấy xe của mọi người chỉ trong vòng 10 giây thôi. Và dù có rất nhiều người đi chăng nữa thì bọn nó cũng lấy, chứ không cần phải đợi lúc vắng người mới lấy đâu nha mọi người. Và khi mà tụi nó tinh vi là gì nữa, tụi nó luôn luôn trong trạng thái canh để lấy xe của mọi người nha. Xe ở trong nhà tụi nó còn mở ra được nữa mọi người, người ở trong nhà tụi nó vẫn lấy được nha.